Mua smartphone Samsung ngon bổ rẻ Đừng quên ngày qua Di động Việt Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào Thì mình sẽ để phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay Xin chào bạn không một mảng kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ nào có sự chênh lệch khủng khiếp về mặt thị phần giữa các ông lớn tại thị trường Việt Nam như mảng TV khi mà Samsung đang chiếm tới gần 50% thị phần TV tại thị trường Việt Nam và đặc biệt là phân khúc giá trên 1.500 đô và kích thước là trên 75 inch thì Samsung đang chiếm tới 65% và hôm nay thì Samsung đã chính thức giới thiệu những dòng TV mới nhất của họ đặc biệt là tung ra 3 mẫu TV OLED cao cấp nhất của họ tại thị trường Việt Nam với hàng loạt những công nghệ mà chưa có bất kỳ một cái nhà sản xuất TV nào áp dụng ba mẫu OLED đợt này ra mắt bao gồm S95C, S90C và S95B có cùng độ phân giải là 4K và đều sử dụng bộ vi xử lý là Neural Quantum 4K với 20 mạng mô phỏng thần kinh. Đây cũng là dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới đạt được chứng chỉ là Pentone Validate về độ chính xác màu và độ sáng cao nhất trên thị trường, thách thức mọi không gian và thay đổi cảm quan của những người đam mê những dòng TV OLED. Một trong những điểm khác biệt giữa 3 phiên bản này là phiên bản S90C và S95B sẽ có thiết kế viền laser siêu mỏng, còn với S95C sẽ sử dụng thiết kế Infinity One, tức là cái bộ One Connect nó sẽ được đặt ở phần chân đỡ của TV thay vì việc như truyền thống là nó sẽ đặt ở phía sau màn hình TV và phiên bản S95C sẽ có thêm hỗ trợ tần số quét lên tới là 144Hz. Tuy nhiên, phiên bản này chỉ được bán tại thị trường Hàn Quốc mà thôi. Con S95C phân phối tại Việt Nam á, thì chỉ có tần số quét là 120 hàng. Tương tự như kiểu là s 90 c và S95B mà thôi. Ngoài ra thì trong đợt ra mắt lần này, bên nhà Samsung còn giới thiệu thêm hai mẫu TV Neo QLED 8K bao gồm là QN900C và QN800C sử dụng tấm nền là Quantum Mini LED độc quyền của bên nhà Samsung và nó sẽ được trang bị bộ vi xử lý là Neural Quantum 8K tân tiến và bộ xử lý 14 bit AI nâng cao và màn hình TV Neo QLED thì cũng cung cấp màu sắc và chất lượng hình ảnh chính xác nhất ở thời điểm hiện tại. Các dòng TV Neo QLED 2023 sẽ là lựa chọn phù hợp dành cho bất kỳ một gia đình nào muốn sở hữu một mẫu TV cao cấp đỉnh cao trong năm 2023 và ứng dụng SmartThings mới cũng sẽ tự động đồng bộ hóa các thiết bị để giúp cho người dùng có thể là dễ dàng điều khiển và đem đến những cái trải nghiệm thiết bị kết nối tối ưu và liền mạch với hệ sinh thái của bên nhà Samsung. Mức giá của những dòng sản phẩm này thì các bạn có thể là tham khảo thông qua website của bên nhà Samsung nha. Tùy từng kích thước và tùy từng mẫu mã khác nhau sẽ có mức giá là hoàn toàn khác nhau. Và hôm sau thì The Pixel sẽ có những cái video trải nghiệm và chia sẻ kỹ cho các bạn về từng mẫu TV mới nhất của bên nhà Samsung. Các bạn đừng quên nhấn vào nút chuông và nút follow để có thể là đón xem những video mới nhất của bọn mình nha còn bây giờ thì bye